Kết thúc vòng công diễn 5 show Chị Đẹp, giọng hát của Hennie trở thành chủ đề gây tranh cãi cho khán giả, nhiều người thậm chí còn nói rằng cô hát Em Gái Mưa như chạy giặc. Trong tập phát sóng mới nhất của Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023, Hennie được giao thể hiện ca khúc Em Gái Mưa, bán hit đình đám một thời của Hương Tràm để đấu vocal cùng các chị đẹp hai đội còn lại là Thu Phương và Tú Vi. Theo tiết lộ của ekip, khi nhận ca khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật và giọng hát, người đẹp đến từ núi rừng Đắk Lắk đã nỗ lực tập luyện hàng ngày, hàng giờ. Cô không chỉ tập luyện theo lịch trình của chương trình mà bất kể ở đâu khi có thể, từ lúc rảnh rỗi trên nương rẫy đến lúc di chuyển trên xe hơi. Thế nhưng sau khi tập 13 lên sóng, Hennie lại nhận về rất nhiều bình luận trái chiều về giọng hát. Trên diễn đàn mạng và một số trang thông tin điện tử, netizen ví von rằng nàng hậu sinh năm 1992 hát như cơn mưa rào hay biến ca khúc thành Em Gái Sợ Mưa, Em Gái Chạy Trốn Mưa. Thậm chí, có những người thẳng thừng nhận xét cô hát thiếu cảm xúc, hát dở vẫn vào chung kết. Đáp lại phản ứng của cộng đồng mạng, chân dài 9X đã chia sẻ hình ảnh một bài đăng có nhận định mình hát chán và nhắn nhủ, hát chán, tôi xin cảm ơn khán giả, tôi sẽ cố gắng thật nhiều. Ngay dưới bài đăng của người đẹp ED, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã vào nói lời động viên, an ủi, trong đó có Lệ Quyên, nữ hoàng phòng trà không ngần ngại để lại bình luận bênh vực đàn em. Giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng cho rằng hát vốn không phải thế mạnh của Hennie, thương em bé, mãi tích cực với cuộc đời và đáng yêu như vậy nha. Bé hát hay nữa sao mà các bác, cách xưng hô thân mật của Lệ Quyên với đàn em, kiếm sống được, kiểu sống như bác, song body lại đẹp như bé á. Bên cạnh những lời chê bai, chỉ trích, Hennie hát chán vẫn vào chung kết, nhiều khán giả cũng đồng tình với Lệ Quyên rằng người đẹp sinh năm 1992 không có thế mạnh về giọng hát. Hơn nữa, Chị Đẹp Đạp Gió Dậy Sóng 2023 cũng không phải chương trình chỉ thiên về ca hát là chính, mà còn là khả năng trình diễn cũng như vũ đạo. Do đó, việc Hennie hát chán hoặc được lọt vào chung kết không thể chỉ dựa vào yếu tố vocal để đánh giá. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng từng đăng tải dòng trạng thái khá dài và đối diện với những nhận định trái chiều của khán giả về giọng hát trong tiết mục Em Gái Mưa ở công diễn 5. Cụ thể, người đẹp viết, thế là màn solo đầy căng thẳng của tôi cũng được khép lại. Khi chương trình lên sóng, mọi người đã đưa ra rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, động viên có, khen có và chê có. Khen thì cảm nhận được rằng tình yêu của mọi người dành cho tôi là lớn lắm, động viên là muốn tôi phải cố gắng hơn, chê thì muốn tôi thể hiện tốt nhất với bài trình diễn, bấy nhiêu đó đủ để tôi thấy mình cũng mạnh mẽ và kiên cường, vẫn giống như con người của mình, không bỏ cuộc cũng không ngại thay đổi. Hiểu chương trình Đạp Gió Dậy Sóng thì tôi thấy mình cũng đang đạp gió dậy sóng một cách tích cực, tôi yêu những gì mình được học và thể hiện hết mình ở trong chương trình. Cuộc sống thì muôn màu, muôn vẻ và tôi cũng tích cực, vui vẻ tô màu cho thanh xuân của mình. Trên thực tế, khi chọn tiết mục diễn solo, Hennie đã chia sẻ rằng bản thân muốn thể hiện ca khúc Mây và Núi với thử thách đấu nhạc cụ. Người đẹp ED cũng đã đưa ra gợi ý biểu diễn cồng chiêng, thế mạnh của mình trong vòng đấu này. Tuy nhiên sau đó, ca khúc trên lại được giao cho Emily và Bông Hồng Lai Pháp chọn nhạc cụ là sáo trúc kết hợp trống. Chính vì thế, nàng hậu Đắk Lắk đành phải nhận lời thể hiện ca khúc Em Gái Mưa với thử thách đấu vocal vốn không phải sở trường.